Tự chăm sóc da mụn tại nhà. Da bạn đã có những vết mụn đáng ghét, bạn băn khoăn không biết phải làm như thế nào để tiêu diệt chúng. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu cho bạn biết thế nào là sản phẩm chăm sóc da mụn tại nhà và cách làm như thế nào. Việc đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo mình có một làn da sạch. Bạn nên rửa mặt 2 lần một ngày. Và nếu bạn muốn tẩy da chết, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện một loại mặt nạ rất tốt để loại trừ những đốm mụn đó. Bắt đầu với một chút nước và chúng ta sẽ sử dụng một ít bicarbonate soda hay còn gọi là thuốc muối, bột nở, cho 1 đến 2 thìa nhỏ nước sạch vào bát. Cho một lượng vừa đủ, khoảng 2 thìa nhỏ bột nở vào bát để tạo hỗn hợp sánh và dính. Và lý do vì sao bột nở lại có tác dụng điều trị mụn là bởi vì bột nở là chất trung hòa tự nhiên. Bạn có thể sử dụng mặt nạ từ bột nở với mụn đỏ, viêm, sưng tấy. Loại mặt nạ này sẽ giúp làm sạch da và chống lại vi khuẩn gây mụn. Sau khi đắp mặt nạ, để trong vòng từ 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Bạn sẽ thấy làn da của bạn khô ráo, sạch sẽ và vết mụn cũng bớt sưng tấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.